Baggio đã quá chậm. Pinson là bóng đâu? Rất bất ngờ. Quá đẹp. Hãy nhìn cái vung tay của huấn luyện viên Võ Đình Tân ở bên ngoài sân. Quá bất ngờ khi mà Sa Đéc Khánh Hòa Biển Việt Nam đã giành lại được thế quân bình với tình huống dứt điểm vừa rồi. Và lại là Lê Duy Thanh. Huy, tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Một cú dứt điểm rất bất ngờ bên ngoài vòng cấm của các cầu thủ đội khách. Quang Hải đã cho thấy giá trị và phẩm chất của một ngôi sao. Những tràng vỗ tay và thậm chí là cả những tràng vỗ tay của các khán giả Đà Nẵng cũng dành cho Quang Hải với một cực phẩm, một tuyệt phẩm vừa rồi trên sân Hòa Xuân. Quang Nam với cú đá dứt điểm không? Tuyệt vời! Siêu phẩm của Quang Nam. Một lần nữa Quang Nam đã ghi bàn ở mùa giải này. Và đó đều là thực sự là những bàn thắng đẹp. Bàn thắng đầu tiên của Quang Nam là pha ghi bàn trong trận đấu với Thanh Hóa. Còn đây là một pha xuất phát trực tiếp ở một đẳng cấp rất cao. Siêu phẩm và làm bất ngờ tất cả những ai đã có mặt ở trên sân ngày hôm nay.